Tôi ao anh em nhá. Ok bạn. Ok bạn. Đây. Thầy cung chú đáo này các bạn. Mới thành công thế mà chả chú đáo lớp mình gì cả. Rõ ràng giáo viên dạy chính mà chả dạy thực hành nữa. Chán thầy công. Kèo đây, đây. Bài 3 đúng không? Làm một đoạn. Ba đoạn 2. 2, 4. 2 thôi. Ờ, 2. Ừ, thế. Không trả dạy à, không quang dễ vãi trả dạy nhau nhưng mà kiểm tra thì cứ thà không làm được đánh dấu luôn. Điều nhà nó chưa option sao kết này làm đoạn chính kia ví dụ như mà cái bài dòng nó pin là 2m nhưng mà mình chọn đơn vị là milimét có cần đổi không nhỉ? Đổi như không cần. Đổi như thì mình đi cái 2000 là được. 2000 đấy. 2000 thì là đổi ra làm gì nữa? Ừ. Ở trong này mình chọn file mới nữa là milimét là kiểu gì công cho bắt tạo file. Nhưng mà cái đó dầm ấy. Cái nào nó chả là 2m. Cái nào nó chả là mét. Thường ấy là anh em vào không bật không tích vào cái này thì chạy nó sẽ báo lỗi thì vào thì tích luôn cái này á. Sao lại phải tích vào cái đấy? Tích vào chạy nó sẽ báo một lỗi. À, ngay cái general ngay đầu tiên đấy á. General luôn. Tích vào element à? Nhưng mà nó có tác dụng gì không hay cứ tích thôi? Để tích vào thì nó mới chạy được cái gì đấy. Tích cho tính những hơn đấy. Control nữa. Đấy xong rồi tích cái kia. Phải tích vào kia nữa. Đây chả nó mình chưa chả tích giáo này vẫn tính được. Của Điệp đây là 1953 1980 này. Của tôi 1980. Đấy. Muốn đây. Cái chỗ này 45 độ đúng không? Tạo chứ không? Coi trước. Gì? 4.000. Tạo luôn ở trên cái phần theme này à? 4.000 này đúng không? Ok. Đừng tạo nút sao chọn. Không, tạo luôn. Thì ấn chỗ nào? Ấn đây, cái chỗ này. Xong là ghi kích thước à? Ghi được kích thước cho chụp của mình chọn này. Mà cái này mới nhỉ? Đây, bọn tôi cũng quay đâu. Không cần đúng không? Quay này nhỉ? Kiểu tôi toàn tạo lưới xong mới bắt đầu chọn điểm này. Bọn tôi chọn theo nút luôn, không chọn theo điểm. Tiếp tục đi. Đấy, thầy công này dạy cách dễ nhất. Đây, xong rồi bấm vào đây tạo một cái từ góc 45 độ. Đây đúng không? Đây mình tích này. Đây, chọn đây. Đấy, xong quay 45 độ lên trên như này đúng không?
quay lại 45 độ rồi. Nhập luôn với cái kia, cái âm 45 này. Thôi, được, ok. Đấy, rồi, như này. Rồi, bây giờ mình đặt thẳng lưới thôi. Hình như cái nào vật liệu cũng là steel bây giờ nhỉ? Ừ, đúng rồi. Chú ý. Này, đây là... mấy việc pin một pin một là 85 pin hai là 75 pin ba là 75 ok thầy công làm bài này cho bạn à hay là anh em tự làm ấy thầy công chỉ hướng dẫn đàn lực thôi như bọn tôi thả thế là tạo một cái như này ảo nhi ông quang okay. Đi mở à như tạo này là tạo trên file sim mới đúng đâu file sim máy tính thôi okay. File sim là đặt lực thôi à, còn cái file này đặt lực tạo nút với tạo điểm mình thì cho là file này ok bên file sim ở đúng không tạo nút không file sim nó file sim tạo file sim á ừ tạo file sim size thường là được thể hiện size 1 cm để size 1 cm này là đẹp nhất này nó thể hiện rõ nhất cho mình 1 cm là thầy tôi 200 nút là 100 là 100 mm đúng rồi thầy tôi lại bảo cái size kia như là có number nào ấy nó number 800 sau bao nhiêu 800 cơ 800 nhiều quá 800 nó ừ. Nó to thầy công bạn chia một đoạn 2000 chỉ tầm 300 là cùng thầy công ví dụ như tổng một đoạn cho dễ đỡ nhầm ấy ví dụ mình chia ba đoạn này mỗi đoạn tầm 500 này hết một đoạn là 501 hoặc là một đoạn 300 thôi để tầm 800 cứ nhân lên số to quá ông Quang bảo là dưới 3000 thôi. Thường ông không ông bảo đẹp từ 100 đến 200 là đẹp nhất. Thế à? Ờ, còn size để 1 cm là to nhất. 1 cm thì sao tính kiểu gì? Không phải 1 cm nghĩa là bên trên cái đoạn này nó có 2000 là 2000 nó có 2000 là 2 mét thì nó tầm 200 cm là 200 điểm. Còn một chia, nó chia là... cái đoạn này dài ra thành bằng lấy điểm này nó thể hiện cho mình trên tí mình chạy theo nó thể hiện rõ nhất cho mình nghĩa okay. Là nó chia cái đoạn này theo cm là nó chia ra nút còn kia là mình chọn thẳng là bao nhiêu nút luôn ừ ví dụ như cái đoạn nó có một đoạn đây nó không bằng nhau phải không? Có một đoạn là ví dụ một đoạn 2000 này một đoạn 4000 thì đoạn 4000 nó sẽ thành 400 nút còn đoạn 2000 nó thành 200 nút còn kia mình chia đoạn 2000 bằng đoạn 4000 đều bằng 200 nút luôn là cái number ấy. Chia theo number thì sẽ dễ tính hơn chứ. Ờ chia number sẽ dễ tính hơn. Bởi vì nếu vì đoạn này nó là 400 nó thành 400 rồi thì. Đúng rồi. Rồi number các bạn muốn làm bạn được. Đây tượng thì bỏ cái auto ạ. Automatic thì bỏ đi. Bỏ thì nó mới tí nó mới hiện được cái kia lên. Wow. Cái kia chọn select boy kìa. Select bên trên kìa. Ok. Cho nó hiện lên. Hình như thầy thì ông Quang bảo cho phải cho hiện lên thì ông lớp anh Hùng không có hiện lên à? Có rồi thôi. Đây hiện solid lên đúng không? Ấn được, ấn được nhỉ. Nhưng mà hiện đây nó đang ngược đúng không? Bình ngược thì phải sửa. Hiện lên để xem nó ngược hay không thôi. Thế á? Thì ông Quang bắt hiện. Bắt hiện nên ông chọn nó khó mấy cứ ra. À, khả năng phải hiện đấy, hiện để xem nó đúng chiều thì tí nó tính được mới đây. Đúng không? Ừ, đây phải hiện đây. Đấy. Đúng chiều rồi. Bạn để thử, điệp mày để thử vào xem nó có hiện nút luôn không? Để vào đi. Không phải làm gì không được, không hiện được. Không hiện được. Mèo kìa, chỗ menu rồi chọn nút thì nó hiện nút đi. Không hiện được, không hiện được. Menu đi. Menu đi. Ấn chạy bên cạnh, bên cạnh. Chỗ select. Đây á. Ờ, ấn thử xem nào nó ra nút không. Đầu tiên. Đây nút đây. Ra mà.
Bây giờ mình vừa mới chiên lưới phân tử nó có nút rồi. Chọn đi. Ủa? Được rồi, để vào cái đầu dầm xem nó sao. Nào. Để vào cái đầu dầm. Xem nó có hiện nút 1, nút 2, nút kia đây kia, có. Kia, có kia. Nó cho bên file sim ấy, cho file sim có. File này cũng có. Kìa, nút kìa. Bên này, mà file này chọn gì? Nút này thôi. Ê, để thử xem nó hiện nút mới không? File này quan trọng gì? Quan trọng gì? Không, em cứ bắt đầu này đâu. Bắt hiện đây thì em cứ chọn nút xong tí lúc cuối cho hiện lên sau. Phải nhìn thế thì bình thường là không để hiện đúng không? Ừ, hiện gì? Thì không cần hiện solid đâu. Bỏ cái solid đi thì mình dễ chọn nút mới chọn đường nhỉ? Ừ. Phải nhìn ông lớp em cứ bắt hiện xong là các anh phải làm này cho nó hiện lên. Xong anh các anh chọn vào thì làm xong thì hiện. Xong đấy chọn mãi không được đâu. Không quả có quả mà ấn vào cái menu kìa, điệp ấn menu đi. Ấn menu nhá. Sau ấn vào cái gì? Recency à? Ấn vào thế nào? Recency à, đúng không? Ấn vào cái gì? Lại quên mẹ rồi. Ấn vào selection thôi nào. Cái hiện mà khi nào mình để chuột vào ấy, nó tự hiện ra bằng đấy nút luôn. Ấn đấy. À? Ừ, ấn thử sao. Ai ấn quick on display à delay này. Ấn tích vào đây. Quick on này. Đây à? Ờ, ok. Ok đi. Rồi giờ mình sang file kia mà. Sang file kia làm đi, tí để nút nó có hiện cái dấu ba chấm nhỉ. Ơ sao cái này nó không hiện? Nè. Hiện. Bây giờ là tạo lại nút cái này chứ mới tạo kia là không cần. Này đúng gì? Okay. Em còn này, vẫn còn này. Chắc cũng được vậy. Hả? Đâu mình tạo cái lúc đi được. Tạo tọa độ được không? Tọa độ gì? Quay chụp tọa độ như đặc điểm ấy. Nhưng mà mày không chẳng có cái nút, không có cái nút này thì mày đặt điểm đúng không sao được? Đấy, đúng. Đoạn lượng của mày chia là 200 đúng không? Thì chỗ này là 401. Không được, phải đặt tạo nút này mới đặt đúng được cái tọa độ này. Cũng chắc đây cách thứ hai. Ờ. Hoặc tùy làm nào đúng là được. Ừ. Đây còn làm nào ra đúng cái gốc tọa độ đặt đúng 4000 là được. Ừ, thế đặt như của mày đi, đặt tiếp tục đi. Đây là quay theo OI thôi đúng không? Cái này ông Quang cho mẹ cả ấn tắt đi. Fix tắt á? Ấn tắt xong đấy. Tắt xong đi là cái OI. Ông cho hắn luôn cơ, ủa thôi chúng mày cứ nhớ nguyên chỗ này ra. Mẹ không rồi. Ủa, còn chỗ này là tích tắt xong bỏ hai cái. Chỗ này là gì nhỉ? Quay theo UI với tích biến rồi. Cái. Ôi kìa. Tích biến ôi kìa, quay theo UI. Ừ, từ. Đâu bây giờ mày đặt vào đấy là nó tự nghiêng rồi à? Không, từ từ. Đấy, đặt đây điểm đúng không? Điểm đây nè. Đấy là con nút đây. Đấy, đấy, còn đây nè. Thì vẫn là 401. Nó chỉ hiện nút chứ nó không hiện cái kia của mày. Ừ. Điên nào nó hiện nút này, hiện là cái hiện cái này của tao, con của tao này. Nó điểm đây này. Đâu, đây là 400, đây là nút thôi, nó không hiện đúng cái chỗ mày chọn đâu. Chọn mà đúng mà. Mày nhìn nó, mày để vào tí nó có dấu ba chấm ấy, vừa mình tích vào, để vào tí mày xem. Để vào cái nút đi. Đây. Đấy, 400 đấy, nút 400 đấy. Ờ, đấy. Đấy, ấn vào đi, ấn vào, ấn phát đi. Ấn phát đi, ấn phát đi. Ấn phát đi. Ấn rồi gì đó. Ấn rồi gì đó. Cứ nó có ra dấu ba chấm là nó hiện ra một loạt nút đấy, ấn đi. Là nó chọn nhưng mới không dễ sai được. Lúc nào mà mình không chọn đúng được ấy. Đấy, ba chấm này. Ấn phát đi. Đấy chưa? Đấy. Nó ra một loạt không, mày cảnh lúc khác. Ê, nhờ, tôi nhờ thắng hay đấy. Đấy, lúc này sai đúng không?
Ờ luôn đấy sai. Thì đến lúc mà chọn nha, chọn nó không mãi nó không vào được ấy thì chỉ có cái đấy là ấn nhất thôi. Vào menu nhỉ? Vào menu xong vào Brisson. À đây đây đây. Hết lực bên này sai này. À, đúng mà. Ờ đặt lực bên này. Đúng mà, đúng mà. Đỡ rồi. Đấy. 4-1 đấy cơ mà. 4-1 là đúng. Ờ là đúng. Thấy chưa? Mà đúng không? Chả đúng. Chia 200 một nút xong mình tích nó hợp lại với nhau thì chả 4-1. Dạ, yeah. Phần vân. Thì là 4. Ừ, đúng 400 nhỉ? Làm gì có đúng 400, 401. Cái nút cuối cùng là 601 mà ấn thử xem. 601 á? Ờ, nút cuối cùng. Đúng. Ờ, đúng rồi. À, như bên này ấy, đúng không? Phải chọn cái là mày chọn có nhỉ? À, đây 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 đây. Cái gì? Chọn cái này đây. À, cái này. À chọn cái cốc, cốc nào gì? Ừ. Đấy không, chỗ đây. CSIS mới chứ. Như ông Quang bảo là xoay cái trục tọa độ ngay gốc này, xoay ra 45 độ xong là đặt lực xong lại xoay về. À đặt đang ngày lại xoay về. À. Ông Quang. Đặt như nào? Thì cái trục Z xanh xanh nha, trục XYZ ở đầu dầm kìa, mình quay luôn thành 45 độ. Xong rồi bắt đầu đặt lực đặt ngàm ở chỗ đây. Được mà. Ừ, hay cái chắc luôn đó. Ấn như này được chưa? Nhìn chưa? À, ấn vào đây không? Cái kết bài này em bỏ cái đó 2, mi cái đó 5 thì sao? Đón 1. Đón 1 đó. Quay. Không. Nó quay theo OI nè. Ừ. Đón 1 là tự tiến theo OI. Đúng rồi. Đón 1 đúng không? Đón 1 với đón 5. Đón 1. Đâu nhỉ? Không, cái này phần tâm thì tự tiến rồi nhỉ? Có mà, đây là ngàn ngàn. Bản lề dòng mà sáng này thì cái tình cái này đâm nó đâm chéo này gì được đúng không? Không được. Đất một với đất năm, năm đúng rồi. Đất một đất năm. Đất một với đất không. Năm. Lúc tao thấy thầy hướng dẫn chỉ được. Thầy tao bảo đất một với đất năm. Thế ông công dạy là chỉ có đất năm. Làm gì có đất năm điên là bản lề di động nó còn chạy được một thứ theo x không mà. Đây, tôi theo các bạn nhé, theo ký tệ nào. Ok nhá, được chưa? Đó, đây, nó là như này đúng không? Đó, thấy chưa? À, nó nghiêng luôn gì? Ờ, à, thấy chưa? Ok, rồi tiếp đi, đặt lực đi. Lực đúng không? À, đây là có lực quy, lực quy là 5 kg thôi. Đất sùa. Mẹ Mạnh Hùng làm được đẳng cấp. Lồn bây giờ không biết là có bài giống nghiêng luôn đấy, cũng có bài góc này luôn đấy. 5.000 km. Đất nghiêng nguy. Lớp mình đâu có bài nghiêng nhập nhỉ? Đúng rồi, thầy còn dạy đâu. Đã nhìn thôi mà khi mà bài nghiêng thì mét. Mẹ lớp em thì ông thầy còn chưa dạy cái xem biểu đồ. Ờ đấy, mẹ chả sợ giáo thì chả có tí tận tâm. Ok, á. Tiếp. Moment. Moment là hướng vào trong. Cái moment có hướng thì cứ quay sang bên phải là hướng vào trong, quay sang bên trái là hướng ra ngoài. Ừ. Chỉ có hai cái đấy. Đúng là gì? Nốt rồi. Sai đấy. 21 thì đúng. Đây. Thôi, đúng rồi. Moment là 20 km. 20. À có cả kỳ chiều Newton à? IC phải chọn để gặp quý. Mình đang để Newton mét xong mình để 20.000. À. Ok đây. Tiếp à. Thôi là tính hết thôi. Rồi. Tính thôi. Ừ. Hết rồi. Ừ hết rồi. Mà tính đi. Từ 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 từ. Đọc lại đề bài đi. Bạn đọc lại đề bài đi. Sang đề bài đi. Kìa đọc từ đầu bài luôn.
là 6 mét trong bộ P. Phải là có cả trọng lượng P. Trọng lượng thì nó sẽ đạt ở giữa dầm. Giữa dầm thôi đó, đúng không? Đấy, anh em toàn thiếu cái đấy thôi. Vãi nhìn thì có cả trọng lượng nữa. Ghi nhá. Đúng rồi. Nhưng mà giữa dầm là 3.000 đúng không? Hả? Giữa dầm là 3.000 đúng không ạ? Ừ. Nó đạt ở giữa dầm. Tạo một cái con 3.000. Không cần đâu. Giữa dầm thì nó là điểm bao nhiêu nhỉ? 301. Đâu, nó có ý không nhỉ? Nó có... Không. Không. 300 từ 300 chứ. 300. Đâu nhỉ? P là dâu gì nhỉ? Bây giờ mới cái của thằng... Phâu. Chú ý nha. Quay xem bao nhiêu? 301. Zoom toán xem nào. Đấy, 301. Giữa là 301. Cứ chọn điểm nào cộng thêm 1 nữa. 50 đúng không? Hôm qua tôi làm đấy, sao thằng Hải nó chửi tôi. Sao? Nhưng mà đọc vết tư, chiều vết tư. Chiều vết tư. Chọn đi, chọn chiều xuống. Treo chiều quy ấy. À, treo chiều quy. Là nó đi xuống mà. Đã đi xuống thì đi đâu à. Lên trời à? Vãi lìn đít mẹ, có cả một cái này cơ. Thế chịu rồi, đít mẹ thế này đi thi mà không đọc thì cút hết à? Thì chả thế. Nhóm em. Đó. Hải thấy dạy thế hay là ai bỏ nếu mà nó thêm làm thêm trọng lượng? Nó học rồi mà. Ừ, anh nhớ rồi, anh là lớp thầy công rồi mà. Thầy bảo là bỏ cái trọng lượng gì mà. Để Nguyên tí ta chụp hỏi thầy công xem nào. Ok, để tí mở cái đề. Có trọng lượng mà. Đi mẹ. Đấy, cái trang cô bà có trọng lượng mà ông thầy bảo bỏ trọng lượng đi. Đúng rồi, bỏ đi. Từ giờ bị tính. Cái đấy là cái gì nhỉ? Cái ông... Trọng lượng P. Cái đề cương ôn tập đúng không? Ừ. Trọng lượng. Đâu rồi, đợi tí. Nhưng mà đề bài nó có yêu cầu bỏ qua trọng lượng đâu. Thật, đề bài nó có yêu cầu đâu nhỉ? Ừ. Ông ấy bảo lúc mình thi là nó bỏ trọng lượng đâu. Ông ấy bảo là lúc thi không có trọng lượng đâu. À thế đây, tại đề bài có mà. Đâu, cái bài mới, đấy là bài mới nhỉ? Của bà đây. Bài nào cũng có trọng lượng thôi. Đấy, Thắng hỏi đi. Thắng hỏi một lần bảo thầy cho em xin đáp án luôn. Được. Không cho đâu. Cho em xin để thi đi. Chạy ra. Em biết đừng ngồi trong đấy hỏi nhắn tin hỏi thầy luôn. Biết rồi, chưa lưu ra. Em thưa thầy. Em thưa thầy. Lưu ra laptop bỏ. Đấy bà. Tại ta phải lưu ra laptop mới chạy được cơ. Tôi để OC. Ông thầy bảo đi thi là phải lưu ở OE không lưu ở C cơ. Trên máy kia trường đều được hay sao? Lưu ở OE. Trên máy trường. Bịp thật đấy. Không hỏi trọng lượng có thêm dòng không đúng không? Hỏi trọng lượng có phải tính không, có phải đi trọng lượng mà bài tính không? A còng thành công ở đây. Đâu thành công, nó Nguyễn thành công đây. Nhắn tin luôn để cho nó nóng. Đấy, không lên này thì được. Đâu nào anh cứ làm giàu nắng đi chết đầu chưa đi mua giáo trình chế tạo máy hay cơ ôn kiểu đéo gì đây ảo ra đấy chưa ra sao lại nhiều này hả chưa ra khó ôn như này nhá đâu không đây đâu đây đi mẹ lại từ khoan từ làm chia ra như này kiểu gì tôi quay rồi. Còn 6 phút nữa, thôi điểm tắt đi điểm đi. 6 phút có đủ làm không? Nhanh. Ấn vào xích này đúng không? Đâu, ấn vào reset à? Đấy, nhìn. Xích, rồi. Ra 6 cái luôn á. Xong làm gì nữa? Đầu tiên là đưa ra biểu đồ moment. Biểu đồ moment là cái này à? Cái đầu tiên à? Không, là cái... Bin beam resource
element nodal. Ừ. Moment này nó. Rồi. Building moment. Đi. Rồi xong làm gì nữa? New plot, chuẩn phá new plot. À, reset là đúng. New plot ra là. À, nó sâu từng góc một gì chứ bình thường mình dí nút vào là được à? Xong mình mắc đây, phần dưới là. Đó. Đây là. Bài này nó có công nghiệp, sâu hết à? Ấn sâu hết à? Ấn sâu hết à? Không, không bài này có công nghiệp, không cần. Để lẻ các thầy thôi, mình sâu mình mắc không cả, để các thầy. Ok, ra vào cái nào? Rồi rồi, tiếp đi. Xong rồi, edit profile. Ở phần display. Like and style. Ok. Có hiện cái gì không? Có. Đây là. Thấy không? Đây là cái gì không? Thấy không? Thế này mới có điểm chứ mình tính xong là mình không biết sâu rồi mình chết luôn đấy nhỉ. À, mấy ông thầy bữa thế nhỉ. Dạy nốt đi nhỉ. Xác định vị trí viên dạng lớn nhất, nhạc nhất. Viên dạng cái đầu tiên. Là cái đầu tiên. Ờ, từ đồ. Tao lấy bút từ ghi lại. Để ra một phút thôi. Tao không ghi lại thì chạy chốc nữa. Xem lại cũng đéo hiểu đâu. Đâu rồi, cái dưới vừa lấy là cái gì nhỉ? Moment à? À điểm. Đúng rồi, moment. Enter S. Vào M, Z, Z. Cái moment đây. Đúng rồi, moment thì chọn bending moment M, Z. Thì đấy các bạn, nó là cái trên ấy làm sao mà nó ra được cái xanh đỏ tím vàng, nếu nó ra một dòng xanh không là không được không? Một dòng xanh không là mấy cái bên trên không có, mình tính xem được là có. Đúng rồi. Nó có hai cái thì cứ cái nào không được thì ấy cái thử cái còn lại. Đúng rồi. Cứ bao giờ ra cái xanh đỏ tím vàng là được. Ờ. Thì đó gì sút xịn. Rồi tiếp đi. Mẹ mình dập hỏng mấy rồi. Alo, nghe được không? Nãy okay. Bố nói gì thì quá điểm. Đây, ở phần đây viên đạn nhất nhỏ nhất nha. Đấy. Ở phần cuối, số này ra, ở phần cuối này. Ơ, nhầm một ấn nhầm sau đây rồi. Ơ, nó ra hiện luôn này. Ấn nhầm ở đây là new plot này. Rồi new plot, ấn xong bên này. Đấy. À, hiện như này. Được. Cái này là moment ở trong nhau mà. Đấy, ok chưa? Cái này là đây biên đại nhá, lại mình lại bật pin mắc về. Đấy, đây đi profile lại lại. Rồi đó. Yeah, edit port view. Đấy, à. Đấy, nó ra như này. Ok. Tiếp đi. Tiếp nữa. Chia ra làm 6 lưới này à? Nhìn ảo nhỉ? Xác định xác vị trí tập trung xuất. Ừ, cái kia nó xác định binh dạng gì nữa mà. Đâu, đây, binh dạng lớn nhất ở đây. À. Pin mắc đây, pin mắc kia. Displacement. Đấy, được xuất là subject element nodal. Đây là biên dạng. Ấn xuất là được chưa? Rồi. À, phần cuối này. All missing. New floor. Vôn mít à? Edit profile. À. Đó là à. Bật pin mắc lên. Bật pin
Tổng cộng mình phải xuất mấy cái? 6 cái à? 6 cái. Số tất cái đang hiện lên như này gì? Đấy, xong rồi, đây này. Đưa ra mặt cắt của dòng tại vị trí có ứng suất lớn nhất. Cắt là chỗ này đúng không? Ừ. Đây và chỗ này. Pin cross section view. Đó là ra bảng này, chỉ đây, chỉ ở đây. Cái mic của mày bị làm sao điểm ạ? Nghe không rõ à? Vẫn rõ mà. Rõ rồi. Đấy. Chỉ vào đây. Kéo hết zoom anh em vào lại không? Có chứ, đã hết đâu. Còn phút nữa rồi. Chỉ vào đây. Thôi được rồi, dừng lại okay. Đây, điểm tắt mà hiệp tắt thì mở lại hiệp anh. Ok nha. Ừ. Điểm để nguyên màn hình nha. Record. À, thầy trả lời đấy anh em ạ. Thầy bảo là không bài nào có trọng lượng thì bỏ qua. Đi theo đi. Thầy bảo là bài nào có trọng lượng thì bỏ qua. Thấy chưa? Là không thi không qua hay sao anh nhỉ? Bài nào đi thi mà có trọng lượng thì bỏ qua. Còn không cần đề cập lượng. Lúc kiểm tra thì lớp thầy anh bảo không cần phải làm. Đây, phần tiếp là xuất cái mặt cắt đúng không? Đâu? Đây, đưa ra mặt cắt của dầm tại vị trí có ứng suất lớn nhất. Ờ, là cái vừa cái ứng suất lớn nhất là cái volt-mít đây đúng không? Volt-mít xong là ấn cái gì? Volt-mít view plot thôi. Không, biết rồi giờ. Biết là view new plot. Tool à? Bin cross-section view. View cross-section view, ok. À, ra này thì đây là cái hình cái bút này. Ấn vào cái maximum vừa hiện ra đấy gì? Ừ, nó là maximum. Ấn vào maximum. Ok. Không trúng hay sao? Đúng rồi. À, ở đây em không ấn được một cái. Đối rồi. À. Ấn xong phát là nó tự có một cái hình ra. Ừ. À, thế là xong. Đấy, nó là căn được. Nào nhỉ? Bên này mắc là 35, bên này mắc là 39 thì nào? Chắc bấm xịt. Đúng rồi. Không, chưa. Zoom toa hết cỡ rồi nào. Bấm đúng chỗ kia. Đấy. Không bấm đúng rồi, không bấm. Không bấm được á? Được rồi đấy. Mẹ 40 này. Vãi lùn lên 40. nhưng mà cái này mà đi thi mà nó chỉ tương đối giống nhau là được đúng không? Chứ không yêu cầu chính xác hẳn. Ở đấy chứ không thì mẹ toán này bấm máy là xuất xí được. Đúng rồi. Ra chọn cái gì nữa? Minimum à? Đúng rồi ra. Lại bắt. Lại số ra. Minimum bắt luôn. Đây. À, đây lại số chỗ nào ấy? Đây là. À. Nớt. Nớt. Đưa độ lực cắt này. Bài này nó không có lực cắt. Đúng không? Là cái lực P là. Ừ, bài này không có lực cắt. Thì có trọng lượng P rồi. Lực cắt là như nào? Đây là siêu phốc. Đây còn siêu phốc này. Bim. Siêu phốc QXY. À, cái mà vừa lấy xuất ra mà ZZ là gì? Đúng là gì? Siêu phốc cuối cùng ấn thế nào? Ừ.
đó nó vẫn ra rồi mà có kiểu gì bài này nó làm gì có lực đâu đúng không, vừa đặt p thế p đấy trọng lượng thì cũng là lực còn gì nữa, không mấy điền với người khác là lực khác, thế bài khác đâu, bài làm có lực chỉ sao đâu, không đừng làm bài khác nhé. Được rồi, coi như là tài lực đây là ví dụ như bài nào đây là bài này P đây là này. Bỏ qua trọng lượng của dòng P đây là lực đây là à, nhưng mà bài này nếu bài nào nó ghi bỏ qua trọng lượng của dòng thì mình mới bỏ như nhỉ, không thầy làm bảo là không. Thầy bảo vừa đây vừa tôi nhắn tin thầy, thầy bảo là bài nào có trọng lượng thì bỏ qua em nhé. Hay là lực ép nữa nè, ép lực ép nữa. Ép là được. Ừ, mấy bài hơi dễ mà chỉ cái bài nghiêng nghiêng đấy là các bạn chưa được học rồi. Cháu lên cái bài, cháu lên bài trên. Có cái bài trên cơ, dầm thẳng đứng nhá, xiên thẳng ngang nữa. Đúng rồi đúng không? Dầm thẳng đứng mà có cái chữ chân ngang. Đấy. Làm bài này nhá, làm bài này nhá. Bài này ở làm đi. Bài này cũng anh em công chân nhỉ. À, xong rồi đúng không? Ừ xong rồi, xong, coi như là xong rồi. Đấy, khi mà để thật như là xuất cái gì đấy? Đấy, để ra kia là cái đầu tiên này thôi, xuất tròn. Sao được mình để lại được. Đây sắp tạo ví vào view what view câu tạo đó không thích ra hôm tối hôm trước đây thì zoom lại phát nữa thì làm được cái này bài kia, làm bài kia đi ít ra đi đúng không? Không phải lưu đâu, hình như cái này nặng lắm nhá, làm một bài máy nặng kịch. Điều đây phải kịp thật. Dạ bạn, mày sao mày cài tao cái mấy cái máy tao dần đéo cài chơi được rồi. Ảo với cứt ra. Cái gì? Mấy cái giả lập ấy. Lập đi. Kết rồi. Alo. Nhìn alo. Alo. À vâng. Đây là A B. Đợi một phút thôi. À thôi làm đi. A B là 6 đúng không? Vẽ thẳng à? Vẽ thẳng. Nó như nào vậy anh chứ? MB là thức thầy cho là 2 và đề là chiếu đúng rồi. Ôi giời.
nha. Bây giờ chỗ này mình phân tích nha, đi xem là lỗi gì nha. Ok, general. Nhưng mà trên lớp không tích nó có lỗi đâu. Ờ, trên lớp tôi thầy cũng không nhắc cái đấy đâu. Ờ, có lỗi. Nhiều máy ở trên lớp nhá. Cái phòng máy mà mình học kem ấy không tạo ổ C là nếu chạy được. Nào mà. Tích có hết trò. Một ổ điện thoại. Là cái gì? Có như thế sao? Ở giống như thế. Đây đi. Gì đây? Này ấy, bài này phải chọn từ trên dưới, à từ chọn lên từ lên trên, đấy, đấy phải chọn từ dưới lên trên thì nó mới đúng chiều mũi tên được, còn không là nó sẽ mũi chiều mũi tên nó sẽ sai. Ok. Ấn phát hiện luôn, chả ảo thiệt ấy. Ờ, sao nó không hiện cái kia nhỉ? À, đây. Đây là căn chân ép đi, căn chân ép. Căn chân ép á? Ừ. Ok. Là đấy, chiều này nó đang vừa khó. Đây là rồi, như này mà lực đập vào như này thì chữ Y nó phải quay ngược cả. À. Đi quay ngang luôn. Đấy, đi này. Cứ hầu như toàn sửa y à, chỗ này y thì chết. Nó dầm ngang ấy, đâm ngang thì mình cứ vẽ thanh ngang ra là được đúng không? Đúng không? Đấy, là y như này. Đấy. Thế thì lực có mấy tác dụng rồi được. Ồ, thì nó phải xịt. Chỗ này P là góc 45 đúng không? Lại tạo à? Lại tạo nó mới à? Ừ. Đó gì không? Ôi dòng à? Đây là Z theo chiều Z thì đúng. Z đây. Đó gì? Ok. Đây moment. Đây là 6.000. Trừ 2.000. Ok. Ô, kéo ra à? Point anh không cần, chỗ này không cần được. Cái chỗ này anh đặt luôn đây được mà. Nhưng này đặt luôn được. Cái A này nó hạn chế full luôn đúng không? Ờ, mỗi cái hàm ấy thôi. Cái này là áo gì? Full. Ok. Ok. Đi kết rồi. Ừ. P thì mình đã tạo phát tư. Ngoài 45 độ. Mình Z xong bên kia cũng được. Đi cho ngược Z lại được. Chứ có là bảo chứ 135 đúng không? Ừ. Ừ, nó hơi to nó. Không được. Đây. À, chắc nó ghi 45 độ thôi, còn mình vẽ 45 độ nó to hơn. Ờ, 45 độ của bạn đã sai rồi. Ờ. Đúng mà. 45 độ với góc nào ấy được chứ, cái này nhìn như kiểu 35 thôi. Cái này á, đây 45 này. Ờ, tại nó hình thôi. Hình nó thế đúng, thôi. Đúng. Nó ghi 45 này mình làm 45. Lực. À, nghĩa là ấn vào cái cộng này xong làm point này, xong là ấn vào cái trên làm tạo ấy. Không đi. Phải tạo point chứ đặt đường thôi đúng. Ừ. Hết. Đây.
chọn nút đây đi. Là à ở đây cầm gì đoạn, đoạn, đoạn. Đây là y đúng không? Theo trục đây theo trục z z z z z nó là đâm là 10 km trừ 10.000 theo km ở đây này, nó không có km lúc tôi nghĩ chọn như trên trên mét z chứ đây là nó z chứ đâm là nó z chứ lực à lực 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 à, chuối 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 đây chuối 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 đây là lực gì đây lực đây là quy đây quy là chuối ờ chuối chứ oh. Đây chỗ này này thường anh em sai này nó để newton trên mét và newton trên mét để đi thi hôm nọ kiểm tra lớp tạo thế toàn một nửa lớp sai rồi chỗ này ờ phải đổi sang newton trên mét đó ờ ừ, đổi sang newton trên mét mình để đấy. Sao mình đổi đơn vị được mà để nhưng mà từ kilo newton mà về mini kilo mini to mà hơi bị to đấy đâu là 10.000 là 10.000 rồi trừ 10.000 ờ nhưng mà newton trên milimét thì là vẫn thế mà newton trên milimét nó khác đâu nó khác mà là... khác hoàn toàn luôn ờ. Đấy đây vì đấy đây là mình chia theo mình chia theo milimét nhưng mà quả milimét của mình nó nói quá nó là từ mét đổi ra mà mình để mini newton mình nhân với 10.000 nữa đây, p 100 km không trăm đúng không ừ. Đây là đây kilometer đó meter ở là trục z lớp nào đúng không đúng rồi đúng rồi để thế đúng rồi men 10 km này nó đâm ra tháng 1 10 km cái này có cả kilo newton bình thường ta toàn để ra newton còn để 10.000 chọn vector ấy vector này đâm ra IC đúng không? Ấn vào select vector kìa. Bé thế nhỉ ông? Sao này nhỉ? Ấn hiện to ra, ấn vào phông. Đây rồi. Ảo thế. Đây này, thấy chưa? À. Đâm ra chưa? Đâm ra chưa? Chưa, nó chạy rồi, xong rồi. Nghe xong rồi đúng không? Ờ, ấn đi. Xong rồi. À, nó sẽ không chạy đâu. Đây đây. Ờ, mà. Chạy rồi đây, xong rồi đây. Từ từ. End job rồi, hết rồi. Chưa, từ từ. Hết rồi. Chưa, chưa. Không chưa. Min trên một giây, hết rồi. Đâu, no đi. Z chứ. Hết rồi mà. Hết rồi, tính xong không rồi. Không chạy rồi. Đoạn chạy xuống. Ào nhé. Chạy hết rồi đấy, cái tích kia có tác dụng gì đâu. Ào thật. Ra resuit này, đây, vẫn ra đây. Đã hết rồi. Ê, nhưng mà cái bài này, cái quả đặt lực được lực chéo theo cái vector cái ảo nhỉ, hiểm nhỉ. Sao không đổi cái này nhỉ? Lớp mình là cứ đổi góc tọa độ luôn. Ờ, đổi góc tọa độ chứ không tạo thêm góc gì cả. Ừ, nhé. Yeah. Ừ. Thường có nhiều cách mà. Nhiều cách. Nhưng mà thấy còn cái này vẽ thì hay hơn đấy nhỉ. Vẽ thêm một socket mình đặt vào được. Nhằng nhằng lắm. Đây xuất đi. Rồi. Bây giờ xuất luôn, biểu diễn luôn đi. Không phải làm lằng nhằng vô. Một cái này. Biên rồi, xong là ấn vào cái edit view này. Ấn vào cái gì? Line and Begin. Thế là sao? À, cộng vào nữa chứ.
Admin. Nếu bài này mà tính tay để kiểm tra lại xem có đúng hay không ấy, hơi vất ấy. Nhưng mà có đề có phải yêu cầu tính tay đâu nhỉ? Có. Có một câu không? Ừ. Hả? Ừ. Phải lùi đi chết quá. Chết giả. Tính nhiều gì đây? Mà nó 0.5 điểm thôi. Tưởng đề chỉ có hai thi lý thuyết, chỉ có hai câu lý thuyết kia thôi. Thì sau lúc mình đi làm thực hành thì mình tính tay bài này. Mình vẫn phải tính tay ra đâu nữa. Ừ. Toàn thêm biết tính tay đéo đâu, bỏ qua mình điểm tính tay đi. À. Đây là lực ở điểm. Bây giờ mặt cắt à? Tính suất. Tại bài này thì sắp xỉ đúng luôn này, 960, 961 này. Đấy, sắp xỉ đúng, gần đúng luôn này. Ok. Min là yep. Bé nhất ở giữa rồi. Tiếp đến cái gì? Đến cái... Mà Z rồi mà. Chưa. Thế cái ở giữa là cái gì? Giữa ứng suất. Ứng suất là cái nào? Đây, cái này. Cái biểu đồ mặt cắt này luôn luôn ở bên cạnh cái biểu đồ ứng suất. Còn cái nào ở dưới là moment đúng không? Dưới là moment. Đấy. À. Cái này là cái gì? Cái này là biểu đồ lực. Lực gì đây? Bởi đây là structure. Quy x. Shear force quy x. Biểu đồ quy x. À. Còn một cái là lực cắt nữa. Lực cắt rồi đây. Đây là lực cắt này. Một cái nữa thì mình bên để cái sắc cho đây xong rồi đấy. À một bài hoàn chỉnh nó như này. Thế xong kiểu tính tay thì tính kiểu gì? Chịu hiểu biết tính tay hiểu tính tay bài này á. Bài này chịu. Bài này thì hơi căng quên mất rồi. Còn mấy bài kia thì bình thường. Tính như sức bền đấy. Ừ, như cơ học kỹ thuật đấy. Thế là ai mà tính được. Nhưng mà đề nó vẫn yêu cầu tính tay à? Ừ. Làm gì có đề này. Đây, biệt phong nhỉ? Biệt phong nhỉ? Xong rồi bạn. Ok, đấy, kiểu như đây này. Xe bạn xe tích, tắt này. Anh trưởng. Mà tính tay chết rồi. Ồ, đây bài lý thuyết. Có đề không? Nè. Vẽ ra tính ra này. Đây sau nhận xét như biểu đồ phân tích trên phần mềm Solid và tính toán lý thuyết, ta thấy sai lệch giữa lý thuyết và phân tích trên phần mềm là tương đối nhỏ. Đấy. Tính phải tính tay ấy. Vẽ luôn kiểu vẽ nhanh ra xong là tính luôn. Không, thì mình phải vẽ cái này trước. Sau mình tính toán cái này. Sau mình mới vẽ được biểu đồ. Đâu xem cái đề nào. Cái đề lý không vấn đề. Đâu, xem vấn đề. Câu lý thuyết vừa lấy rồi đó. Câu lý thuyết đây, xem nó vào phần gì. Đây, có hết trong cái bạn gửi ấy. Nhưng mà nguyên tắc không? Một số nguyên tắc thiết kế và kết cấu. Ừ. Gì đấy nhỉ? Đấy là, đây,
có các dạng phần tử. À, các dạng phần tử. Có anh gì? À, học thuộc kiểu gì đây? Ôi! Có ai chứ học thực hành cắt gọt không? Có thằng nó bán này. Chịu. Ờ cái không điệp 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 không bán à? Không, tôi cho luôn. Bạn hủy luôn à? Ừ, tên nó lớp đây. Anh em nào đăng ký rồi đăng ký. Recording stopped. Ờ thế thằng kia nó không mua vậy? Thằng kia nó mua thứ nó cần thứ ba thứ sáu à, thứ sáu chủ nhật. À. Thực hành cắt gọt hai điệp. Đâu mày học rồi mà? Không. Kia điện à? Tiền điện nữa, trời ơi, quá toàn môn khóa. Cầm bộ. Bỏ mày.